Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng Nai Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Kính chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui, làm việc hiệu quả. Chương trình sáng nay thứ tư ngày 31 tháng 7 năm 2024 sẽ có các nội dung đáng chú ý như sau. Đoàn kiểm tra của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương làm việc tại Đồng Nai. Giao lưu nguồn nhân lực giữa các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn Đồng Nai năm 2024. Kinh doanh ẩm thực vỉa hè, xu thế của tình hình khó khăn hiện nay. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị quán triệt triển khai thi hành một số luật, nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Đây là hội nghị đầu tiên cách làm mới của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội. Hội nghị đã nghe quán triệt các nội dung chính, điểm mới và tình hình công tác chuẩn bị triển khai thi hành thực thi nghị quyết số 129/2024 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, quyết định số 178 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng, luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật bảo hiểm xã hội. Trong bối cảnh tình hình diễn biến nhanh, công việc nhiều, đòi hỏi cao, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, đổi mới sáng tạo trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật với tư duy cách làm, phương pháp luận phù hợp với điều kiện hoàn cảnh đất nước. Cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia quá trình này và mọi chính sách phải hướng tới người dân, doanh nghiệp theo cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Khi pháp luật đi vào cuộc sống được nhân dân đồng tình hưởng ứng, phục vụ nhân dân và các yêu cầu phát triển đất nước. Hôm qua tại Bình Dương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4. Báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Văn Hướng, Tư lệnh Quân đoàn 4 cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, Quân đoàn 4 đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân đoàn, duy trì nghiêm quy định trực sẵn sàng chiến đấu theo chỉ lệnh số 14 của Bộ Quốc phòng trong thời gian cao điểm, lễ Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, mệnh lệnh công tác quân sự kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Quân đoàn. Phát biểu tại buổi làm việc thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Quân đoàn 4 trong 50 năm qua. Trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân đoàn 4 cần phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chặt chẽ, khoa học, nghiêm túc việc điều chỉnh tổ chức lực lượng thành lập Quân đoàn 34, rút kinh nghiệm từ việc thành lập Quân đoàn 12, phối hợp thành lập Ban chỉ đạo hợp nhất hai Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4, kiểm tra từng khâu, từng bước trên tất cả các mặt công tác, đảm bảo điều chỉnh lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Tại Đồng Nai, đoàn kiểm tra của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn, hôm qua đã có buổi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng tại tỉnh Đồng Nai. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai, Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng, những năm qua phong trào thi đua yêu nước của Đồng Nai đã có sự đổi mới, được đẩy mạnh toàn diện rộng khắp trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Nổi bật có các phong trào thi đua như toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào thi đua trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quan tâm đẩy mạnh. Công tác thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Nhiều cơ quan đơn vị địa phương đã giới thiệu được các điển hình tiên tiến là tập thể cá nhân lao động trực tiếp cần được tôn vinh nhân rộng. Phong trào thi đua giai đoạn năm 2021-2025 ngay từ khi triển khai đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đoàn thể và đặc biệt nhất là sự đồng thuận cao của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra và lãnh đạo tỉnh, các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung về phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát,
những khó khăn vướng mắc trong triển khai công tác thi đua khen thưởng. Công tác thực hiện thi đua khen thưởng cho đối tượng cán bộ công đoàn, nhất là những người lao động trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp. Có một số cái khó khăn trong cái phong trào ngoài xóa nhà tạm dột nát thì đề nghị là sở lao động các đồng chí xem cái tổng hợp lại rồi thử cái toàn tỉnh mình bây giờ trường hợp mà như thế được bao nhiêu. Nếu mà mình xây dựng cái phương án báo cáo với lại ban thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu thêm hỗ trợ để mà xóa nhà tạm như thế nào. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Nguyễn Đình Khang ghi nhận và biểu dương những kết quả Đồng Nai đạt được trong thời gian qua. Có thể khẳng định là cái phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đồng Nai trong những năm qua thì đã góp phần quan trọng tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với những cái thành tích trong những năm qua, Đồng Nai là một trong những cái địa phương đứng ở trong những top đầu của cả nước về phát triển kinh tế xã hội, về tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện giờ thì thu ngân sách, rồi thu hút đầu tư, cái kết quả rất là đáng ấn tượng. Để phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Đồng Nai quan tâm đôn đốc các cấp các ngành thực hiện có hiệu quả các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung làm tốt công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, công khai minh bạch thực chất, sớm phát hiện tôn vinh biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc. Thưa quý vị, tiếp theo thành công của các lần tổ chức sự kiện giao lưu từ năm 2018 đến nay, chiều qua tại Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng Nai Long Thành, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã chủ trì, phối hợp với các thành viên tổ điều phối viên xúc tiến phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh, tổ chức sự kiện giao lưu nguồn nhân lực giữa các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn Đồng Nai năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tham dự. Để hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nhỏ và vừa vùng Kansai, tháng 4 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Meti Kansai đã ký thỏa thuận khung về hợp tác kinh tế và đến nay đã tái ký kết 4 lần, hiện đang trao đổi để tái ký kết lần thứ 5. Thông qua các lần ký kết, Meti Kansai đã cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai tích cực các nội dung ký kết, phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của vùng Kansai đầu tư vào Đồng Nai và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cung ứng cho ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai. Thông qua hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Meti Kansai đã triển khai đào tạo được hơn 7.000 sinh viên cho tỉnh về 3S và an toàn. Do đó, sự kiện lần này tiếp tục là dịp để kết nối cầu tuyển dụng cho các doanh nghiệp và tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho các em sinh viên, cựu sinh viên các trường. Đối với sự kiện ngày hôm nay, thì chúng tôi rất mong tiếp tục các doanh nghiệp, nhà trường cũng như là các bạn cựu sinh viên, các em sinh viên sẽ cùng tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, những tiêu chuẩn và định hướng trong công tác đào tạo tuyển dụng để nhà trường có được chương trình đào tạo thiết thực, doanh nghiệp nhanh chóng tìm được nguồn nhân lực để ổn định và phát triển hơn. Đồng thời thì các em sinh viên ra trường sớm có việc làm phù hợp với nguyện vọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại sự kiện giao lưu lần này, gần 200 sinh viên đang học tại 4 trường, gồm Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng Nai, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Đồng Nai, Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc đã giao lưu cùng với 20 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tại buổi giao lưu, nhiều học sinh sinh viên đã được các doanh nghiệp tư vấn và tuyển dụng ngay. Nguyện vọng của em là em thích được giao lưu nhiều công ty, như là hôm nay xong rồi khi mà vào công ty là mình sẽ sắp xếp và trình tự theo là 5S. Trong đó học được nội quy từ công ty. Gặp các doanh nghiệp như vậy á, thì các bạn mới biết được rằng cái doanh nghiệp đang cần những cái gì để mà khi nhà trường thu thập cái dữ liệu đó và nhà trường nắm bắt được cái tình hình hiện tại thì nhà trường mới áp dụng vào cái việc là ngoài cái việc chuyên môn ra thì nhà trường cần những cái gì nữa để có thể đáp ứng được cái nhu cầu của các doanh nghiệp. Thì khi đó thì nhà trường bắt đầu là phát triển thêm rồi cải tiến thêm cái chương trình dạy của mình để khi mà những sinh viên từ Đại học Lạc Hồng ra phải đáp ứng được những cái nhu cầu của các doanh nghiệp hiện nay. Đó là những cái mà Lạc Hồng đang muốn và làm
để cho các bạn sinh viên càng ngày càng tiến bộ hơn và càng ngày càng nắm bắt được cái tình hình phát triển của các doanh nghiệp hiện nay. Lý do công ty tôi tham dự sự kiện này vì mong muốn được giới thiệu cho nhiều người biết đến công ty mình, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên biết đến môi trường làm việc của chúng tôi. Và trong tương lai gần nhất, mong các em sẽ có cơ hội làm việc và yêu thích môi trường làm việc ở công ty và có đóng góp để cho chúng tôi phát triển hơn. Cũng thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp cũng còn góp ý với cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở đào tạo về chất lượng nguồn nhân lực. Từ đó, các bên liên quan cùng tìm hiểu giải pháp, thực hiện để các bên cùng có lợi. Hoạt động giao lưu, kết nối còn là diễn đàn để các học sinh, sinh viên và doanh nghiệp cùng tương tác để lắng nghe và thấu hiểu hơn, để giúp sinh viên hiểu hơn về nhu cầu tuyển dụng và cách thức ứng tuyển hiệu quả tại các doanh nghiệp Nhật Bản. Chuyển sang các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại công văn về tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử vừa được ban hành, Tổng cục Thuế nhấn mạnh, Cục Thuế giám sát chặt đối với các tổ chức cá nhân nhận hoa hồng từ việc quảng cáo hoạt động livestream bán hàng. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, cơ quan thuế phải lập danh sách và phối hợp với các ban ngành địa phương thực hiện việc kiểm tra tại địa bàn để xử lý theo pháp luật, thuế và các pháp luật chuyên ngành, hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan công an nếu xác định đây là hành vi trốn thuế. Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế giám sát chặt, đảm bảo 100% giao dịch, trong đó có đơn hàng thương mại điện tử phải được xuất hóa đơn điện tử. Tại Đồng Nai, thông tin từ Cục Thống kê Đồng Nai, sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục phục hồi và duy trì đà tăng trưởng. Các doanh nghiệp có thêm đơn hàng sản xuất mới, thị trường xuất khẩu thuận lợi, thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước khá ổn định. Dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2024 tăng 1,53% so với tháng trước. Dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm 2024 tăng 6,98% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với 7 tháng năm 2023, nhưng vẫn thấp hơn so với mức tăng 7,33% của 7 tháng năm 2022. Có 26 trên 27 ngành sản xuất chỉ số tăng so với cùng kỳ, trong đó một số ngành công nghiệp chủ lực có mức tăng khá như may mặc tăng 7,34%, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 6,71%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 12,96%, sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 7,2%. Có một ngành chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ là sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí, giảm 4,89%. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đến 31 tháng 7 2024 đạt gần 332.000 tỷ đồng, tăng 3,44% so đầu năm. Bao gồm phát hành giấy tờ có giá ước đạt 2.870 tỷ đồng, tăng 8,51%, tiền gửi ước đạt 329.000 tỷ đồng, tăng 3,4%, trong đó tiền gửi bằng đồng Việt Nam ước đạt 309.600 tỷ đồng, tăng 3,14%, tiền gửi bằng ngoại tệ ước đạt 19.400 tỷ đồng, tăng 7,66% so đầu năm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đánh giá, hoạt động huy động vốn trên địa bàn Đồng Nai đang có những dấu hiệu tích cực về tăng trưởng trong bối cảnh các tổ chức tín dụng bắt đầu tăng lãi suất huy động tiền gửi để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư. Cùng với đó, những tín hiệu khả quan về tình hình đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa có sự cải thiện trong ngắn hạn cũng được đánh giá là nguyên nhân phục hồi của tiền gửi thanh toán và tiền gửi ngoại tệ. Thưa quý vị, hiện nay, các cơ sở kinh doanh đang chịu rất nhiều áp lực. Và để đảm bảo doanh thu lợi nhuận, nhiều người kinh doanh đã quyết định xoay trục chuyển hướng với nhiều giải pháp. Trong số đó, kinh doanh vỉa hè lề đường là một giải pháp mang tính tình thế, đang là lựa chọn mang tính xu thế, đặc biệt là đối với các điểm kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ. Cách đây không lâu, nhóm bạn trẻ này đã quyết định khởi nghiệp bằng hình thức kinh doanh ẩm thực đường phố, với sản phẩm chính là các loại bánh tiramisu, một trên ẩm thực với nguyên liệu chính là các loại trái cây. Với mức giá mặt bằng hiện nay khá cao, vốn ít và kinh nghiệm kinh doanh chưa nhiều, việc hình thành các quầy bánh bán ngoài vỉa hè như thế này được xem là giải pháp tối ưu nhất. Với mức giá từ 50 đến 80 ngàn đồng một bánh, mỗi ngày bán được khoảng 100 cái, cửa hàng di động này mang lại những tín hiệu khởi đầu khả quan. Trong cái giai đoạn khó khăn này thì khi mà bán ở vị trí như thế này thì nó sẽ lợi ích về cái tiền mặt bằng. Khi mà tiền mặt bằng nó không quá là nhiều, nó không phải là gánh nặng thì mình có thể duy trì liên tục hàng ngày, hàng tháng. Còn nếu một cửa hàng trung bình ở Biên Hòa thì tầm khoảng 10 triệu đến 15 triệu nếu là một cái vị trí nó tốt. Còn đối với các mô hình kinh doanh online như thương hiệu sữa hạt Thuần Chay của anh Hứa Huỳnh Trọng Toàn,
việc quyết định đưa các sản phẩm của mình ra bán tại một địa điểm bán di động vỉa hè cũng là một giải pháp cần thiết. Bởi theo anh, với tiềm lực không đủ mạnh để mướn mặt bằng, trong khi kinh doanh online lại đang gặp nhiều khó khăn vì nhiều nguyên nhân, việc tăng doanh thu thông qua việc bán trực tiếp là điều cần thiết. Và dù là kinh doanh lề đường, nhưng nếu có nhiều giải pháp phù hợp trong kết hợp giữa hai hình thức online và offline, kết hợp với việc nâng cao chất lượng các dòng sữa hạt, ông chủ trại này đang rất hy vọng vào sự thay đổi này. Mình đã có một cái đơn vị kinh doanh online rồi, thì mình chọn bán ở lề đường là để cái quảng bá thêm về cái thương hiệu này, để mở rộng cái đơn online của mình hơn. Mỗi một chiều mình sẽ ra đây mình bán một cái số lượng nhất định để cho cái thương hiệu này được quảng bá thêm đến mọi người. Thì sau khi mà mình triển khai cái cửa hàng tại cái lề đường này thì cái doanh thu của mình nó có tăng so với là mình chỉ kinh doanh online không. Thì cái tổng đơn hàng một ngày của mình nó đã lên tới con số là hơn 100 chai mỗi ngày. Từ kinh doanh cà phê, sinh tố cho đến bánh ngọt, sữa, rồi các món xiên que, hải sản. Hiện nay rất dễ bắt gặp các quầy hàng kinh doanh các mặt hàng này tại các tuyến đường lớn nhỏ. Tuy nhiên, việc thuyết phục khách hàng tin tưởng đối với mô hình kinh doanh lề đường là điều không hề dễ dàng. Đó là chưa kể đến yếu tố khách quan như thiếu bền vững về mặt bằng, phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Để tạo một cái thương hiệu bánh mà cho nhiều người biết tới, thứ nhất là mình sẽ tập trung vào chất lượng bánh. Trái cây mình phải nhập hàng ngày. Thứ hai là nguyên liệu phải nhập có giấy tờ đàng hoàng. Và bánh phải hợp vị với lại phân khúc khách hàng. Một vấn đề khác mà chủ các quán nước, quán ăn di động cần hết sức quan tâm và cân nhắc. Luật giao thông đường bộ năm nay quy định, vỉa hè chỉ được sử dụng vào mục đích giao thông. Tất cả các mục đích sử dụng khác cần được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông. Mặt khác cũng cần chú ý đến sự cạnh tranh giữa các hàng quán và vấn đề an ninh. Rõ ràng, xu thế kinh doanh này dù đang có lợi nhuận, nhưng về lâu dài, không có tính bền vững, căn cơ. Về thị trường nông sản, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 6 tháng đầu năm nay, thanh long là mặt hàng xuất khẩu xếp thứ 2 với 292 triệu đô la Mỹ, chỉ đứng sau sầu riêng. Trên thế giới, thanh long được mệnh danh là siêu trái cây bởi những lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe con người. Thanh long được yêu thích tại thị trường tỷ dân Trung Quốc. 90% thanh long nhập khẩu của Trung Quốc là thanh long Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh khó khăn chung, thị trường Trung Quốc giảm giá trị nhập khẩu đến 26%, nhưng vẫn là thị trường nhập khẩu thanh long lớn nhất với giá trị 203 triệu đô la Mỹ, chiếm 68% thị phần. Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, thanh long Việt Nam được trồng ở vùng nhiệt đới, nắng nhiều, thổ nhưỡng thích hợp nên rất ngọt và mát, thanh long các nước không bằng, nhất là thanh long ruột đỏ. Nên vị trí thanh long Việt Nam xuất khẩu có nhiều thuận lợi trong việc giữ thứ hạng thứ hai chỉ sau sầu riêng. Từ đầu tháng 7 đến nay, người chăn nuôi gia cầm một số tỉnh phía Nam đã thu được lãi nhờ giá gà vịt đều tăng thêm từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một ký so với hồi tháng 6. Cụ thể, giá gà nuôi đạt trọng lượng từ 1,3 ký một con trở lên hiện được thương lái thu mua khoảng 65.000 đồng một ký. Với mức giá này, hộ chăn nuôi gà có lãi bình quân 20.000 đồng một ký gà hơi. Còn đối với thịt hơi lông trắng siêu thịt có giá khoảng 45.000 đồng một ký, người nuôi có lãi 5.000 đồng một ký. Thời điểm hiện nay, thuận lợi cho con tôm nước lợ được nuôi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sinh trưởng và phát triển. Thế nhưng do nguồn cung dồi dào trong khi cả thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều vào thấp điểm khiến giá tôm đang giảm sâu. Cụ thể, giá tôm thẻ loại 30 con trên ký chỉ bán được 120-130.000 đồng trên ký, loại nhỏ hơn bán dưới 100.000 đồng trên ký, thấp hơn 5-10.000 đồng trên ký so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá này thấp hơn từ 20-30.000 đồng trên ký so với mức bán bình quân những năm trước. Chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác tại Đồng Nai. Chiều qua, Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đại hội thành lập nghiệp đoàn xe ôm nhằm tập hợp lao động tự do vào tổ chức công đoàn. Đây là nghiệp đoàn thứ 2 trong tỉnh Đồng Nai và là nghiệp đoàn đầu tiên tại huyện Trảng Bom. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Bùi Thị Bích Thủy. Ban vận động thành lập nghiệp đoàn xe ôm tại huyện Trảng Bom cho biết, sau thời gian vận động, đến nay có 30 thành viên tham gia nghiệp đoàn xe ôm. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành nghiệp đoàn xe ôm Trảng Bom gồm 3 thành viên. Nghiệp đoàn xe ôm được thành lập nhằm quản lý nhóm lao động nghề nghiệp đặc thù, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và kịp thời chia sẻ khó khăn để người lao động yên tâm trong công việc.
Trước tiên là tôi cũng xin cảm ơn Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện đã cho anh em tôi là coi như là gia nhập vào nghiệp đoàn sớm. Thì cũng không gì hơn, tôi cũng xin thay mặt tất cả 30 thành viên để xin cảm ơn coi như là Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai Bùi Thị Bích Thủy cho biết, nghiệp đoàn xe ôm tại Trảng Bom được thành lập là nghiệp đoàn thứ hai trong tỉnh Đồng Nai sau nghiệp đoàn du lịch vận tải tại thành phố Biên Hòa được thành lập cách đây nửa tháng. Đây là mô hình mới ở lĩnh vực lao động phi chính thức. Việc thành lập nghiệp đoàn cũng là nhiệm vụ mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho tỉnh Đồng Nai trong năm nay. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đề nghị, sau đại hội này, Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom cần phối hợp với các ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai để xây dựng quy chế hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nghiệp đoàn hoạt động. Với nghiệp đoàn xe ôm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai mong muốn các thành viên trong nghiệp đoàn chia sẻ, kết nối, hỗ trợ nhau trong công việc và trong cuộc sống, tăng cường tuyên truyền đến người dân, khách hàng về vai trò của tổ chức công đoàn Việt Nam là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của đoàn viên, người lao động. Trong cái giai đoạn từ đây tới cuối năm thì Ban Thường vụ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện mạnh, đẩy mạnh công tác khảo sát, tiến hành khảo sát đối tượng, đặc biệt là đối tượng phi chính thức. Cái nội dung trong cái nhiệm kỳ này thì đặt ra rất mục tiêu rất cao cho cái năm 2024 là ngoài 3 công đoàn cơ sở ra còn phải phát triển thêm 600 đoàn viên. Thì đây là một cái thử thách khó. Tuy nhiên thì với mục tiêu mà Ban Thường vụ đã xác định, đây là nhiệm vụ không bằng lùi mà chỉ bằng tới, thì sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi của nghị quyết đại hội cũng như là nghị quyết của chỉ tiêu năm 2024 đề ra. Đây là một cái chủ trương của Tổng Liên đoàn cũng như là của Liên đoàn tỉnh, thì chúng tôi thực hiện theo cái kế hoạch về thực hiện tháng cao điểm, tháng 7 là tháng công đoàn, thì chúng tôi đã tiến hành vận động thành lập. Chúng tôi cũng được cái sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban dân thị trấn Trảng Bom. Cái thứ hai nữa là các anh trong nghiệp đoàn thì cũng rất là hồ hởi phấn khởi, cũng mong muốn cũng được gia nhập tổ chức công đoàn. Dịp này, Liên đoàn Lao động Trảng Bom đã trao tặng mỗi đoàn viên trong nghiệp đoàn một phần quà. Thưa quý vị, nhằm tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích cho các em thanh thiếu nhi, hôm qua tại công viên Biên Hùng, thành phố Biên Hòa, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Đồng Nai tổ chức khai mạc liên hoan giai điệu tuổi hồng tỉnh Đồng Nai năm 2024. Liên hoan năm nay được tổ chức trong 2 ngày hôm qua và ngày 2 tháng 8 2024 với sự tham gia của hơn 500 học sinh đến từ 10 đơn vị ở các huyện thành trên địa bàn tỉnh. Khác với mỗi năm, trong ngày thứ hai của liên hoan, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Tân Phú nhằm mang đến cho người dân vùng sâu vùng xa những món ăn tinh thần ý nghĩa. Năm nay thì có một cái điểm mới, đó là một cụm ở thành phố Biên Hòa, và thay vì cụm thứ hai sẽ tổ chức ở gần thành phố Biên Hòa, nhưng mà ngành cũng sẽ đưa về cái huyện xa trung nhất trung tâm của thành phố Biên Hòa, đó là huyện Tân Phú. Và một cái điểm mới nữa là năm nay thì các cụm đều sử dụng cái màn hình LED, và các đơn vị thì sẽ dựng các cái clip để phục vụ cho cái chương trình tham gia hội thi của mình được sinh động và hấp dẫn. Riêng trong hôm qua, liên hoan có sự tham gia của 5 đội thi gồm Long Thành, Trảng Bom, Nhân Trạch, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh. Với chủ đề bay cao tiếng hát, các đội thi đã mang đến các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu từ trang phục, nội dung cho đến yếu tố nghệ thuật, đem lại nhiều cảm xúc cho người xem và ngay cả các thí sinh dự thi. Khi mà tham gia cái hội thi này, con cảm thấy rất là vinh dự khi mà được đem đến những cái lời ca tiếng hát để góp đến cái liên hoan giai điệu tuổi hồng tỉnh Đồng Nai này. Và con mong là những cái buổi liên hoan sau đấy con vẫn sẽ được góp vui và góp những cái tài năng âm nhạc của mình để có thể tham gia thực nhiều cái chương trình về liên hoan giai điệu tuổi hồng này ạ. Rất là vui khi tham gia hội thi giai điệu tuổi hồng năm 2024, và con cũng mong sau khi thi hội thi này con sẽ phát triển thêm được về bộ môn hát hay múa, và con mong con sẽ đội của con sẽ đạt giải cao trong hội thi này. Dạ có, con mong là không chỉ là năm 2024 và dài và sau nữa sẽ vẫn sẽ phát triển về bộ môn này và vẫn sẽ phát triển về chương trình này. Liên hoan giai điệu tuổi hồng là hoạt động thường niên do Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Đồng Nai tổ chức.
liên hoan là dịp để cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được giao lưu, thể hiện tài năng ca múa, giúp cho các em tự tin, năng động và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ ở địa phương. Đồng thời qua đó phát hiện tài năng trẻ, giúp giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ. Dịp này, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Đồng Nai cũng đã trưng bày triển lãm hàng chục bức ảnh với chủ đề Bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa ở Đồng Nai. Huyện Nhân Trạch hôm qua tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm chính quyền thân thiện tại xã Long Thọ. Mô hình chính quyền thân thiện nhằm tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động tại cơ quan hành chính cấp xã, thị trấn về việc không ngừng đổi mới lề lối, tác phong làm việc, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, xây dựng chính quyền phục vụ, hướng tới sự hài lòng người dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, xây dựng khẩu hiệu thực hiện nghiêm văn hóa ứng xử, giao tiếp với khẩu hiệu 4 xin, 4 luôn, 5 không, bố trí cán bộ có khả năng trình độ phù hợp. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo thực hiện mô hình chính quyền thân thiện huyện Nhân Trạch, xã Long Thọ đã thông qua quyết định thành lập, chính thức ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình. Huyện ủy Thống Nhất hôm qua tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với cán bộ hội viên nông dân, tổ hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2024. Tại hội nghị đối thoại, cán bộ hội viên nông dân, tổ hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Thống Nhất đã đặt nhiều vấn đề như một số dự án quy hoạch kéo dài gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nông dân, nhất là về vấn đề thế chấp để vay vốn phát triển kinh tế, khó khăn trong xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp. Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất đề nghị các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, cơ quan ban ngành từ huyện đến cơ sở cùng nhau chung tay để hỗ trợ hội viên nông dân, tổ hợp tác xã trên địa bàn huyện phát triển, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Dịp này, từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, huyện Thống Nhất đã trao bảng tượng trưng cho hội nông dân xã Gia Kiệm và xã Hưng Lộc, mỗi đơn vị 500 triệu đồng để giải ngân cho nông dân vay vốn sản xuất, trao 10 phần quà cho hội viên nông dân tiêu biểu. Ngân hàng LB Bank Thống Nhất đã trao cho hội nông dân huyện số tiền 10 triệu đồng để thực hiện công trình xây dựng nông thôn mới. Vâng, thưa quý vị, vài năm trở lại đây, chuyện người trẻ đã quyết định từ bỏ công việc ở những thành phố lớn trở về quê hương khởi nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp không còn quá xa lạ. Người trẻ về làm nông nghiệp có phần khác so với thế hệ trước đây. Theo đó, với hành trang là sức trẻ, sự sáng tạo, tư duy tiến bộ, những nông dân trẻ đã và đang thổi một làn gió mới với những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường về cả mẫu mã và chất lượng. Sau đây là ghi nhận tại Đồng Nai. Đây là vườn cacao 4 hectare với khoảng 3.500 gốc cacao của anh Trương Trí Thành, ngụ xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc. Vườn cacao này đã 15 năm tuổi, trước đây là của gia đình anh Thành. Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, anh Thành bỏ công việc ở thành phố trở về quê tiếp quản vườn. Nhận thấy tiềm năng lớn từ cây cacao, anh Thành đã cùng với ba mình vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thành lập ra hợp tác xã cacao Suối Cát để phát triển kinh tế địa phương. Hiện tại giá cacao tươi là khoảng 10.000 một ký, cho nên là khoảng 150 tấn thì mình sẽ thu được cái số tiền là khoảng 1.500.000.000 một năm. Cái cacao này là một cây trồng rất là dễ trồng, công chăm sóc không nhiều, và đặc biệt là cái thời gian thu hoạch của cây cacao nó kéo dài, cho nên là tạo được công ăn việc làm cho mọi người dân trong địa phương rất là tốt. Vốn là sinh viên Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, anh Thành đã vận dụng sự hiểu biết của mình, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt. Kết quả sau 4 năm tiếp quản, sản lượng cacao ngày một tăng, dao động từ 150 đến 200 tấn trái tươi mỗi năm. Để nâng cao giá trị từ cây cacao và phát triển thương hiệu của mình, ngoài cung cấp hạt cacao thô lên men cho các doanh nghiệp, anh còn nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm. Gần đây anh cũng triển khai hoạt động du lịch trải nghiệm, học tập tại vườn để tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập cho người nông dân. Một số sản phẩm từ hạt cacao có thể kể đến như là bột cacao, sô-cô-la, rượu van và bơ cacao. Đang là những sản phẩm này được cung cấp chủ yếu ở tại vườn cacao Xuân Lộc của mình để phục vụ cho khách tham quan. Rất khuyến khích các thanh niên trong xã Suối Cát của mình có thể phát triển kinh tế địa phương, vì huyện Xuân Lộc của mình là một huyện nông nghiệp và diện tích đất rất là nhiều.
mình có thể tận dụng cái nguồn đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây trồng điều không hiệu quả sang cây cacao này có hiệu quả kinh tế hơn. Ban thường vụ tỉnh đoàn, ban thư ký của ban hội đánh giá rất là cao và đây là một trong những cái mô hình được nhân rộng và mong muốn cho các bạn thanh niên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có cái học tập và cũng như lập thân lập nghiệp từ cái mô hình này để làm như thế nào cái sản phẩm cacao của Đồng Nai nó là một trong những cái thương hiệu của cả nước, giải quyết cái công ăn việc làm. Đặc biệt là trong thời gian tới thì ban thư ký của ban hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng sẽ giới thiệu cái gương thanh niên này nhà để mà xét cái giải thưởng lương đình cũ của Trung ương trong cái năm 2024. Xuân Lộc là vùng cacao mới nổi với diện tích tăng đều mỗi năm. Đây là điều kiện thuận lợi để tạo ra một vùng nguyên liệu cacao lớn đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với ý chí khát vọng khởi nghiệp và tư duy hiện đại, nhạy bén không ngại khó, thời gian tới anh Thành sẽ tiếp tục cùng bà con địa phương phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.